Tiêu Chiến bị chỉ trích khi đóng Như Mộng Chi Mộng, nhân vật lớn trong giới lập tức bênh vực. Tiêu Chiến được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài. Không những thế, nhân cách và lối sống của anh chàng cũng lan tỏa năng lượng tích cực đến với công chúng. Dù vậy thì nam minh tinh vẫn sở hữu lượng anti-fan đông đảo vì nhiều lý do, và đa phần là do sự cố 227 vào năm ngoái. Mới đây, sự lấn sân sang mảng sân khấu kịch của Tiêu Chiến vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi người hâm mộ hết lời khen ngợi thần tượng thì anti-fan lại cho rằng chính Tiêu Chiến đã khiến tiêu chuẩn làm diễn viên bị hạ thấp trầm trọng. Trước những lời đánh giá tiêu cực này thì một nhân vật trong giới giải trí là nhà biên kịch, phê bình phim Mai Sinh đã lên tiếng bênh vực cho ngôi sao Trần Tình Lệnh với những lời nhận xét khách quan về anh chàng. Mai Sinh bày tỏ, chính vì kinh nghiệm dày dặn của mình mà Tiêu Chiến có thể đơn độc đối diện với khán giả trên sân khấu. Loại cô đơn này là điều mà nhân vật cần, và nó cũng liên quan đến nhu cầu của chính diễn viên. Liệu diễn xuất của Tiêu Chiến trong Như Mộng Chi Mộng có hạ thấp tiêu chuẩn của diễn viên kịch hay không? Không hề, màn trình diễn của Tiêu Chiến khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm và tán thưởng. Không những không hạ thấp mà còn nâng cao tiêu chuẩn của ngành. Một nhà phê bình đưa ra những lời đánh giá công tâm như thế này về Tiêu Chiến chứng tỏ nam diễn viên đã có những tiến bộ vượt bậc và được trong giới công nhận tài năng của mình. Nhưng những buổi lưu diễn của vở kịch Như Mộng Chi Mộng vẫn chưa kết thúc. Sân khấu dành cho nam diễn viên trẻ Tiêu Chiến vẫn mang tính thử thách rất lớn. Những điều này đòi hỏi anh chàng phải tiếp tục duy trì thái độ này, không tự cao và làm việc nghiêm túc trong chặng đường sắp tới. Năm 2021, bộ phim Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến đóng chính lên sóng đã bị không ít người bêu dếu, ném đá và cũng có rất nhiều đánh giá một sao ác ý. Thậm chí, phim còn được phát sóng ở nhiều quốc gia nước ngoài. Đúng là thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vở kịch nói lần này tuy vẫn có những lời gièm pha, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo rằng sau nhiều năm nữa nó không thể trở thành một tác phẩm kinh điển. Người nổi tiếng thường có nhiều thị phi, chân lý này dường như chưa bao giờ sai. Những chuyện kỳ lạ, những sự cố xảy ra với Tiêu Chiến dường như cũng trở nên quá bình thường đối với một ngôi sao nổi tiếng. Đạo diễn vở kịch Như Mộng Chi Mộng, Vương Khả Nhiên đã khen ngợi, like những bài viết về các hoạt động công ích của fan Tiêu Chiến tại Vũ Hán. Vương Khả Nhiên cũng vô cùng hài lòng đối với sự thể hiện của fan Tiêu Chiến và cả bản thân nam diễn viên lần này. Tiêu Chiến đã vượt qua thử thách của thời gian. Sự cố gắng nỗ lực của anh ấy đã được khán giả ghi nhận. Khó ai có thể thuận buồm xuôi gió được, và Tiêu Chiến cũng vậy. Nhưng sau mọi trở ngại, anh vẫn không ngần ngại tiến về phía trước để thành công càng trở nên đáng quý hơn.